Xin giới thiệu với các quý vị hàng thuốc chi bá địa hoàng hoàn để chữa bệnh di tinh bổng tinh. Đây, đây là thang thuốc chi bá địa hoàng hoàn đây. Tôi sẽ giới thiệu vị thuốc đầu tiên trong bài thuốc này, đó là thục địa. Thục địa tên gọi khác là địa hoàng, tên tiếng Anh là Rhamnia glutinosa, và tên tiếng Pháp cũng là Rhamnia glutinosa, và tên tiếng Nga là Sudi Hoán Rhamnia glutinosa coreni, và tên tiếng Trung là Di Hoán, và tên tiếng Nhật là Akayaju. Tên khoa học của thuộc địa là Radix Rhamnia Glutinosa preparata. Thuộc địa có vị ngọt, mùi thơm, tính ấm vào ba kinh tâm, can, thận. Tôi xin giới thiệu luôn để quý vị biết là cái vị thuốc là thuộc địa nó như thế này. Thuộc địa là do sinh địa chế biến thành và được ghi đầu tiên trong sách Bị ấp Thiên Kim Yếu Phương với tên Thục Can Địa Hoàng. Thục địa là phần rễ của cây địa hoàng, là vị thuốc chủ yếu để bổ thận, đặc biệt là thận âm. Thuốc tốt nhất để dưỡng âm, dưỡng huyết, là căn bản ở hành thủy, dùng làm thuốc bổ, chống suy nhược cơ thể, bổ máu, lợi tiểu, làm sáng mắt.